Jingle bell, Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series bắt cua trồng GT5 nha các bạn ơi. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cua biến đổi với lại con xe đằng sau mình đây, chính xác là Free Trailer nha. Nói chung con xe này là một loại xe off-road và nó có mặt ở trong tất cả các loại map bắt cua mà mình bắt cua luôn các bạn ạ. Mình chả hiểu sao dân nước ngoài họ thích bắt cua bằng xe này lắm. Nên ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt cua bằng xe này với một cái map có tên là PS4 Hakuna Matata. Cái tên nghe Hawaii nhỉ. Rồi ok, bây giờ mình vô map nha. Nói chung là mình cũng vừa tạo xong cái bản mốt ở mông ớt và cũng chả biết làm content gì nữa. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt cua nhá. Rồi, những cái content gọi là huyền thoại rồi. Rồi, đây là map của chúng ta nha. Hiện tại là mình đang ở trên núi thì phải các bạn ạ. Với lại con Free Crawler màu đỏ. Rồi, đi thôi. Nói chung là con xe này thì nó rất là khỏe. Nó là dòng off-road mà nó rất là khỏe và bắt cua thì rất là sướng luôn. Ui ui. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ăn checkpoint và leo tường này. Cái checkpoint khá là to nha mọi người. Và đang leo tường đây. Có cái tăng tốc chỗ này nữa. Lên luôn. Ui. Wow, và đây là map của chúng ta nha mọi người. Nói chung là chúng ta sẽ biến đổi. Đó, map này là map biến đổi. Và hiện tại là mình vẫn chưa thấy biến đổi. Rồi. Hiện tại là mình đang đi ở trong một cái đường ống du hành giữa các vì sao và biến đổi đây này. Ui ui ui, đau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ biến đổi thành vận động viên nhảy dù nhưng chạy bộ nha các bạn ơi. Và mình đang chạy trên một cái tấm đỏ đen. Rồi và ngã sấp mặt. Tiếp tục là chạy qua bên đây à. Cái gì đây? Wow, đây là một cái rãnh các bạn ạ. Và chúng ta sẽ phải trượt xuống dưới cái rãnh này nha mọi người. Wow, cao đấy. Từ để quay Rockstar Editor lại có gì edit. Rồi, xuống nào. Ui. Wow, đã đấy. Rất là cao và chúng ta đang trượt xuống với độ cao cả ngàn mét. Ăn chết bọn. Ui giời. Té không chết với ghê chứ. Rồi, ăn tiếp chết bọn này và đi đâu đây. Biến thành xe đạp BMX rồi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có những cái pha như thế này. Khôi là dân chuyên về BMX mà chả lẽ không Santo mấy vòng ở đấy. Nhời lại biến thành Free Crawler rồi nha. Rất là nhanh, biến đổi rất là kinh khủng. Và ok, đi tiếp này. Lên trên đây à, ui. Con này đi trên được những cái thanh sắt như thế này luôn nha. Và ăn chiếc boy tiếp này. Ui, cái map nhìn kinh khủng hôm nay. Nói chung là chả biết đi đường nào luôn. Lên đây à, ui. Wow, đã đấy các bạn ạ. Ui, xe gì dễ lật thế. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt cua qua những cái tấm ván lượn sóng này nha mọi người. Ok. Ui, rồi té luôn rồi. Tính ra là cái trình độ của tôi cũng tạm gọi là chung chung thôi các bạn. Cũng không gọi là bờ rào như ngày xưa nữa. Cái thời năm 2017 thì bắt cua rất là kinh. Tới năm 2020 thì do gọi là hoàn cảnh đưa đẩy, Khôi lấn thân sang modder, đâm ra là bắt cua nó bị giảm sụt đi công suất. Ui, đi đâu đây? Ôi, lên được không vậy? Rồi, lên được luôn các bạn ạ. Và lần này xuống dốc và tăng tốc này. Ăn checkpoint được không đây? Vâng, ăn được nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt cua bằng một lốp xe các bạn ạ. Nắp thiết kế đẹp quá mọi người ơi. Đúng là những cái dân nước ngoài người ta rảnh rỗi, người ta thiết kế những cái map rất chi là chất lượng luôn. Đấy, đi bằng một lốp xe mà kiểu nó tạo màu đấy, các bạn nhìn rất là đã ha. Lên đây tiếp này. Rồi, ăn chiếc boy rất là nhiều và chúng ta vẫn đang đi rất là ngon lành. Ui. Cái pha này Khôi không biết các bạn ạ. Cái pha này Khôi cứ tưởng là đi từ từ thôi nhưng mà nó phải đi nhanh nhá. Nó đi nhanh thì nó mới qua được bên cái đường dốc bên kia. Đó, đi vậy nó mới chuẩn này. Vừa rồi có biết cái map đâu. Đâm ra là đi nó hơi lỗi. Lỗi nhẹ thôi à. Giờ là hết lỗi rồi đấy. Đi tiếp này. Wow.
Mình thích cái đoạn đường đi bằng một lốp xe này quá các bạn ạ. Nhìn nó hấp dẫn kiểu gì ấy. Mặc dù chữ ngại vật thì nó bình thường thôi, nhưng mà người ta thiết kế ra mà nó màu sắc thêm các bạn. Nó kiểu tạo ra một cái gì đó nó mới lạ ha. Mặc dù là nó nhìn nó rất là bình thường. Con xe này lạ vậy ha. Đi tí mà muốn lật. Cái gì nữa đây? Oh my god. Chữ ngại vật nhìn rất là hay luôn ha. Đấy, giờ chúng ta lên bậc thang này và nhìn nó kiểu thiết kế đúng đã luôn đấy các bạn. Rồi rồi, qua bên đây à. Wow, rất là màu sắc nha, rất là đẹp. Rồi, ăn tiếp này và đi xuống đây. Ui, bãi cả đá này sao đi sơ lắm. Ui, vẫn đi được ạ. Ôi, trâu đấy. Ui. Wow, không ngờ cái pha đấy mình không fail luôn các bạn ạ. Cái gì đây? Ôi, map gì mà lườn lách lươn lẹo quá hả? Ui, rồi té rồi. Lườn lách quá các bạn ạ. Rồi lại nha. Đấy, nãy giờ fail rất là ít ha các bạn ơi. Mặc dù nhìn cái map rất là lườn lách. Trơn. Rồi xong luôn. Cái pha đấy mình khuyến khích nhà tạo map đừng tạo cái giảm tốc. Có cái giảm tốc vô nó làm trơn xe đây này. Thì rất là khó chịu. Đấy, lại nữa rồi này. Trời ơi. Cứ ăn giảm tốc vô là cái bánh xe nó sẽ bị nhấc lên mặt đất các bạn ạ. Đâm ra là nó bị trượt. Lần này đi từ từ thôi. Rồi. Ok, ngon lành. Tiếp tục qua bên đây. Rồi. Pha này thì chúng ta đi zig zag thôi nha các bạn ơi. Rất là bình thường thôi. Rồi, lên đây à. Ui, trời lắm các bạn ạ. Rồi, ăn được checkpoint rồi. Và tiếp theo chúng ta lại qua bên kia. Ui. Map này mình sẽ đặt cho nó là parkour trên đường đua lượn sóng tiếp thôi các bạn ạ. Tại vì mọi người nhìn thấy đấy, nó rất là nhiều cái chướng ngại vật lượn sóng ha. Và biến đổi thì nãy giờ tính ra cũng không biến đổi mấy ha. Được có con bờ mờ sờ với lại một phi hành gia gọi là vận động viên nhảy dù thế thôi. Thêm con free crawler lúc đầu nữa. Này là chắc là parkour bằng free crawler thôi ấy, chứ không phải là biến đổi khi mà chúng ta parkour những con xe khác đâu. Được khúc đầu. Còn khúc này là cứ đi zig zag và ok, ăn tiếp checkpoint này. Map khá là đơn giản nhỉ. Ui, cái chỗ này nhà tạo map tạo ra một cái nhìn giống như kiểu cái phi tiêu ấy nhỉ mọi người nhỉ. Nè, cái phi tiêu màu vàng này. Nhìn khá là hay. Giờ thì mình sẽ bắt cua lên đấy đấy. Ui, hay gớm nhỉ. Tạo rất là logic luôn đấy. Đưa mình tạo một cái map như thế này mình không tạo được đâu các bạn ạ. Ui, xém chết này. Pha này lại tiếp tục là đi bằng một lốp xe nha. À, qua bên đây à? Mình cứ tưởng là chạy ra đây các bạn ạ. Nhưng mà không à, chúng ta cứ đi thẳng thôi. Ôi, tăng tốc à. Trượt này. Lên. Yes, tuyệt vời. Qua bên đây luôn. Map hay quá các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ có tiết mục đi zig zag qua bên cái Mega Ram này. Đó, rất là nhẹ nhàng, chuyển cảm. Ngoan. Cẩn thận. Rồi, còn hai cái nữa là mình qua được. Rồi, và tăng tốc lên. Ăn checkpoint tiếp này. Lại đi bằng hai lốp xe nha mọi người. Pha này còn có cả ôm cua nữa, không biết ôm được không đây. No, mất bánh rồi con ạ. Nhưng mà không sao, vẫn lên được nha. Rất là hay. Tiếp tục chạy qua bên đây à. Quá. Boy bên kia chạy bên đường này đúng không nhở? Chắc đúng đấy các bạn ạ. Rồi để lái qua. Tuyệt vời. À, qua bên đây à? Ui, cái chỗ này nhà tạo map tạo đúng là chi tiết luôn này mọi người này. Cái này là không phải là cố gắng khen cái map này đâu các bạn, nhưng mà nhìn nó tạo kiểu rất là hay á, nên ra là mình nói vậy ha. Tạo gì đường đi uốn éo các kiểu. Mặc dù checkpoint nó ở bên kia kìa ha. Đấy, mọi người thấy không này, checkpoint nó ở bên đây này. Ở trên mini map ấy nhỉ. Đó. Mà chúng ta phải đi kiểu lượn lách rất là nhiều qua những cái bức tường này thì mới ăn được.
Từ từ chỗ này các bạn. Nhìn nó nguy hiểm quá. Nó bắt để đi trên một cái tường màu vàng đen mà nghiêng 45 độ ấy. Nhìn rất là khó chịu và nguy hiểm luôn. Giờ lên đây nữa. Pha này mà toang là coi như là xong, đi lại từ đầu cũng hơi mệt á. Rồi, chạy qua bên đây và ăn chick boy nào ha. Rồi, ăn xong rồi. Ăn tiếp này và đi qua đây à. Bọn mặt hay ghê ấy, giờ làm sao nhỉ? Tuyệt vời à. Ôi vãi đái ạ, nó trượt luôn các bạn. Wow, hay ghê ấy các bạn ạ. Cái này là mình không cần phải giữ ga nhỉ, tự động xe nó sẽ trượt theo phong cách gọi là như thế này này mọi người này. Không hề giữ một cái ga nào luôn nha. Wow, hay vãi. Ôi, thiết kế đúng độc đáo luôn các bạn ạ. Ui, tự trượt và không cần phải giữ ga luôn. Chỉ cần ôm cua qua bên trái thôi là nó sẽ trượt. Hay vãi luôn. Cái này là tính là đi bằng hai lốp xe luôn đấy các bạn, không phải là đi bằng bốn bánh nữa. Ôi wow. Tới đích rồi à? Nhanh đấy, đúng 10 phút luôn này. Wow. Cái pha cuối mình tưởng là mình bị fail các bạn ạ. Mình tưởng là mình đi bên kia rồi nhưng mà không phải. Nó sẽ gọi là tăng tốc và ăn chip boy biến thành một cái máy bay luôn. Rồi tới đích nhá. Cái map này thì vừa rồi mình để ý là nó chỉ có 36 chip boy các bạn ạ. Và đi rất là nhanh với thời gian chỉ là 10 phút 21 giây thôi là xong cái map nha mọi người. Theo ý kiến của mình thì cái map này là dễ nhá, không phải là khó. Rồi, vậy là xong rồi các bạn ạ. Thời gian của mình là 10 phút 31 hay 21 nhỉ? Nãy không để ý, từ để xem lại coi. Rồi, thời gian của mình là 10 phút 21 giây 374 nha mọi người ơi. Rồi, vậy là coi như là ngày hôm nay chúng ta đã bắt cua xong rồi. Và mình chỉ có mỗi một cái map này chia sẻ với các bạn thôi ha. Nói chung là lần sau chúng ta sẽ bắt cua những cái thể loại khác nữa nha. Còn ngày hôm nay là vậy thôi đấy. Mình cứ tưởng là map này khó tại vì nhìn nó trên cái tấm hình ấy nó nhìn nó rất là khó luôn nhưng mà ai ngờ nó dễ quá à. Rồi chắc có thể là clip ngày hôm nay của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi nha các bạn ơi. Thì nếu các bạn thích video này thì nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nữa nha các bạn ơi. Đừng quên comment những cái ý tưởng sau để mình bắt cua nha. Nói chung là ngày hôm nay game đang cho một cái con xe miễn phí này các bạn này, cái con xe đồ chơi ấy. Đấy, bạn nào mà đăng nhập vô game thì sẽ nhận con xe này ở giám sát nha, nó miễn phí các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem này. Có miễn phí này, đây. Mọi người là có game GTA 5 thì nhớ nhập vô trong GTA 5 nha mọi người. Hôm nay là ngày miễn phí cuối cùng đấy, để mọi người có thể mua con xe Dinka Peto Classic này về chơi nha. Đó, một con xe đồ chơi đấy ha. Thôi, chắc có thể là video này kết thúc tại đây nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem clip này nha. Lần sau chúng ta sẽ bắt cua những cái thứ khác. Còn bây giờ thì clip đến đây thôi. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao.